Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Thành phố Châu Đốc. Hôm nay thứ năm ngày 23 tháng 1 năm 2020, nhằm ngày 29 tháng Chạp năm kỷ hợi. Thưa quý vị và các bạn, chương trình thời sự hôm nay gồm có những phóng sự. Châu Đốc tăng cường đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại dịp Tết. Công an thành phố Châu Đốc tăng cường các biện pháp nghiệp vụ đảm bảo bình yên cho nhân dân vui đón Tết. Phóng sự Châu Đốc quyết tâm giảm nghèo bền vững. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin. Sáng ngày 22 tháng 1 năm 2020, ông Cao Xuân Bá, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Châu Đốc, dẫn đầu đoàn công tác thành phố Châu Đốc đến thăm chúc Tết Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tứ Sơn. Tại nơi đến, đại diện đoàn, ông Cao Xuân Bá, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Châu Đốc đã ân cần thăm hỏi tình hình hoạt động, đời sống của từng cán bộ, nhân viên đang công tác làm việc tại siêu thị Đồng thời đánh giá cao những nỗ lực của công ty trong thực hiện đóng góp đối với thành phố trong thời gian qua, nhất là trong công tác an sinh xã hội. Chính quyền thành phố mong muốn công ty tiếp tục đồng hành cùng địa phương thực hiện tốt các chính sách về an sinh xã hội, góp phần tạo thêm sự phát triển của thành phố Châu Đốc trong thời gian tới. Trước thềm năm mới, thay mặt lãnh đạo thành phố Châu Đốc, ông Cao Xuân Bá gửi lời chúc Tết đến quý công ty công nhân người lao động sang năm mới đạt nhiều thắng lợi mới hưởng một mùa xuân vui tươi hạnh phúc và đầm ấm Ngày 21 tháng 1 năm 2020, Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc tổ chức hội nghị giao ban công tác tuyên giáo khoa giáo năm 2019. Đến dự có ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc, ông Đinh Văn Bảo, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Châu Đốc. Năm 2019, tình hình kinh tế xã hội thành phố Châu Đốc ngày càng phát triển, thực hiện đạt và vượt 18 trên 18 chỉ tiêu, trong đó sự đóng góp của ngành tuyên giáo rất quan trọng. Ban tuyên giáo thành ủy đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ công tác trên nhiều lĩnh vực. Hoạt động tuyên giáo có sự chuyển biến rõ nét, nhất là trong công tác tư tưởng, lý luận chính trị, tuyên truyền báo chí, xuất bản văn hóa văn nghệ, công tác khoa giáo được đổi mới, nâng cao chất lượng, góp phần cổ vũ động viên người dân thành phố Châu Đốc tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng an ninh, tự an toàn xã hội, xây dựng đảng chính quyền, đoàn thể các cấp ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Năm 2020 là năm cuối thực hiện nghị quyết đại hội 12 của Đảng. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 10 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 11, đồng thời cũng là năm thành phố Châu Đốc tiến hành tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025, đại hội điểm của tỉnh và cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện có ý nghĩa quan trọng của cả nước và địa phương, ngành tuyên giáo sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt công tác giáo dục lý luận chính trị, quán triệt triển khai nghị quyết chỉ thị của Đảng tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, xuất bản ấn phẩm đặc biệt kỷ niệm các ngày lễ lớn trong nước và địa phương. Ban chỉ huy quân sự thành phố Châu Đốc tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3 tháng 2 1930, 3 tháng 2 2020 và mừng xuân canh tí năm 2020. Dịp này, Ban Chỉ huy quân sự thành phố tổ chức các trò chơi dân gian như thi kéo co, nhảy bao bố đôi, đổ nước vào chai dược chứng ngại vật. Với sự tham gia của 8 đội chơi gồm Ban Chỉ huy quân sự thành phố và Ban Chỉ huy quân sự 7 phường xã, thông qua các hoạt động này nhằm tuyên truyền giáo dục cho cán bộ, đoàn viên thanh niên về truyền thống kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 3 tháng 2 1930, 3 tháng 2 2020, giâm mừng xuân canh tí năm 2020, đồng thời tạo không khí vui tươi phấn khởi cho cán bộ đoàn viên thanh niên rèn luyện sức khỏe, thể chất, tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa các đơn vị lực lượng vũ trang địa phương thành phố Châu Đốc. Hội dân học nghệ thuật thành phố Châu Đốc vừa tổ chức khai mạc triển lãm mỹ thuật mừng Đảng mừng xuân canh tí năm 2020. Buổi triển lãm có trình 30 tác phẩm được sáng tác với nhiều chất liệu các sáng tác xoay quanh chủ đề phản ánh về quê hương, đất và người Châu Đốc, cuộc sống lao động học tập, sinh hoạt của người dân thành phố Châu Đốc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thành tựu phát triển kinh tế của thành phố Châu Đốc trong những năm qua, học tập và làm theo phong cách đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, tăng cường giao lưu học hỏi, trao đổi nghiệp vụ nhằm thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình trong năm 2020. Sự kiện này cũng góp phần tạo không khí vui tươi nhân dịp Tết đến xuân về. Hiện nhiều mặt hàng nông sản như dưa hấu, đu đủ, bưởi da xanh, bưởi năm roi đang được thương lái từ nhiều nơi tập trung về các chợ trên địa bàn thành phố Châu Đốc để bán. Tuy nguồn cung của các loại nông sản này không hiếm, nhưng giá bán ra hầu như không rẻ. Dạo quanh một dòng tại các chợ trên địa bàn, bưởi da xanh loại 1, trái từ 1,5 kg trở lên, có giá từ 60.000 đồng đến 65.000 đồng một ký. Bưởi năm rồi giá 55.000 đồng đến 60.000 đồng một ký, tăng từ 10.000 đồng đến 15.000 đồng một ký. Dưa hấu chân với các giống như dưa bầu, ghép da xanh, dưa hồng, cúc vàng từ 8 ký đến hơn 10 ký một trái, có giá từ 15.000 đồng một ký. Dưa hấu ăn thường có giá từ 10.000 đến 12.000 đồng một ký, tăng gần gấp đôi ngày thường. Bên cạnh đó, giá đu đủ, đủ trái cũng đang tăng lên với giá từ 5.000 đồng đến 7.000 đồng một ký tùy theo kích cỡ và độ bóng đẹp của trái cao hơn tháng trước đây gần 3.000 đồng một ký. Chương trình thời sự của Đài truyền thanh truyền hình thành phố Châu Đốc hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.